Trở lại bản tin với những thông tin kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Tại Đồng Nai vào sáng ngày 29 tháng 4, đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên của cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai và các cơ quan truyền thông đại chúng ở các tỉnh phía Nam đã về dự buổi gặp mặt truyền thống 50 năm Thông tấn xã giải phóng và Đài Phát thanh giải phóng. Cách đây 65 năm, theo sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ, ông Huỳnh Văn Nghệ cùng nhiều người yêu nước tỉnh Biên Hòa đã tiến hành xây dựng căn cứ kháng chiến lâu dài ở vùng rừng đất quốc Mã Đà. Từ đó mật khu chiến khu D được hình thành và mãi mãi lưu danh trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Ngày 23 tháng 1 năm 1961, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam. Ngày 10 tháng 10 năm 1961, tại đồi Bằng Lăng chiến khu D dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Trung ương Cục miền Nam đã họp hội nghị mở rộng lần thứ nhất đề ra 10 nhiệm vụ cho cách mạng miền Nam. Cùng với Thông tấn xã Giải phóng đã phát đi bản tin đầu tiên vào 12 tháng 10 năm 1960. Đài Phát thanh Giải phóng cũng bắt đầu phát thử nghiệm tại chiến khu D bằng hai giọng nam và nữ. Thiếu thốn, gian lao, đối mặt trực tiếp với quân xâm lược, vừa cầm bút vừa cầm súng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đài Phát thanh Giải phóng đã có 21 đồng chí hy sinh. Để suốt 14 năm 7 tháng làn sóng của đài liên tục vang lên. Việt Nam Thông tấn xã Giải phóng đã có hơn 260 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên ngã xuống trong tư thế của người chiến sĩ. Hôm nay thì cái cuộc họp mặt truyền thống về Thông tấn xã Giải phóng, rồi Đài Phát thanh Giải phóng cũng nằm trong cái chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập chiến khu D và 50 năm thành lập Trung ương Cục miền Nam. Họp mặt để gặp lại các cái thế hệ làm báo trong kháng chiến một thời là hết sức là khó khăn, gian khổ, ác liệt. Nhưng mà các thế hệ đi trước đã hết sức là dũng cảm, kiên cường, khắc phục khó khăn để hoàn thành cái nhiệm vụ, cái sứ mệnh của người cầm bút để đấu tranh cho cái sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và chính những cái truyền thống của những người làm báo, thông tấn và đài phát thanh trong kháng chiến nó có một ý nghĩa giáo dục hết sức là quan trọng đối với những người làm báo hiện nay. Việc tỉnh Đồng Nai mà trực tiếp là Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai tổ chức buổi gặp mặt truyền thống 55 năm Thông tấn xã Giải phóng và Đài Phát thanh Giải phóng đã góp phần quan trọng cho việc giáo dục truyền thống cho thế hệ làm báo cách mạng ngày hôm nay và mai sau. Đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, theo đó thì lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến, nguy cơ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông cũng sẽ gia tăng. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Bộ Công an vừa chỉ đạo lực lượng cả nước thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp hè từ nay đến hết tháng 6 và đặc biệt là dịp nghỉ lễ tới đây. Đợt cao điểm này nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, hạn chế và kịp thời giải quyết ùn tắc giao thông, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vụ tụ tập, đua xe trái phép, tình trạng chống lại cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ. Để thực hiện kế hoạch này, cảnh sát giao thông các địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung vào các đối tượng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, vận tải container và xe mô tô vi phạm. Các cái lỗi mà đợt cao điểm này tập trung để kiểm tra xử lý là người điều khiển phương tiện xe ô tô, xe mô tô điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường làn đường, tránh vượt sai quy định, dừng đỗ không đúng quy định, rồi sử dụng rượu bia mà có nồng độ cồn quá cái mức quy định, không có giấy phép lái xe, rồi người điều khiển xe mô tô thì không đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định hoặc là chở quá số người quy định. Để đảm bảo an toàn giao thông thì chúng tôi cũng khuyến cáo với người dân khi mà tham gia giao thông ấy, nếu mà đi bằng ô tô thì nên vào bến xe để mua vé, vừa đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông nhưng vừa đảm bảo cái quyền lợi của hành khách khi tham gia giao thông, tránh cái tình trạng là dừng ở bất cứ nơi nào để đón xe. Và chúng tôi cũng sẽ tập trung lực lượng để xử lý nghiêm các cái trường hợp xe dù rồi là bến cóc để đảm bảo cái tốt cái trật tự an toàn giao thông. Dự tính số lượng lớn người dân sẽ di chuyển khỏi thành phố trong dịp này, công ty quản lý bến xe Hà Nội đã có phương án bố trí tăng cường xe, tăng thêm chuyến để đáp ứng nhu cầu. Theo đó, bến xe Giáp Bát sẽ tăng 150 xe một ngày, bến xe Mỹ Đình dự kiến tăng khoảng 150 đến 180 xe một ngày và bến xe Gia Lâm sẽ tăng 50 xe một ngày. Các tuyến trọng điểm như Việt Trì, Cẩm Phả, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An
đều được bố trí tăng thêm xe và thêm lượt. Chuyển sang các thông tin khác, ngày 29 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng công ty đầu tư xây dựng An Phan Nam và công ty cầu đường Quảng Tây của Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm 3 em học sinh bị khối lượng 50 mét khối đất vùi lấp. Đến 8 giờ cùng ngày thì với nỗ lực hết mình, cơ quan chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể của 2 em học sinh là Hoàng Minh Quý 8 tuổi và Hoàng Văn Hòa 16 tuổi, còn em Hoàng Minh Quyền 11 tuổi là anh trai của Hoàng Minh Quý, đến nay vẫn chưa xác định được tung tích. Theo thông tin từ ông Trần Văn Cừ, bí thư xã Cam Cọn, Bảo Yên, cho biết khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4, ba em đi chăn trâu đã vào chơi trên khu đất mới san gạt thuộc khu vực công trường thi công đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua bản Cọn 2, xã Cam Cọn. Do trời mưa nên đất mới san gạt bị no nước, đã dẫn đến tình trạng sạt lở vùi lấp các em. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền tỉnh, địa phương đã phối hợp các đơn vị thi công trong khu vực khẩn trương triển khai tìm kiếm các nạn nhân. Các lực lượng công an, bộ đội huyện Bảo Yên và dân quân xã Cam Cọn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích em học sinh còn lại. Hỗ trợ tạm thời mỗi gia đình 3 triệu đồng để gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng này. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lào đưa tin vào sáng ngày 29 tháng 4, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Lào đã tổ chức họp báo thông báo về bầu cử Quốc hội khóa 7 tổ chức vào ngày 30 tháng 4. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Thông tin Văn hóa Lào Mun Kẹo Orabun cho biết, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã tổ chức các đợt tập huấn và sinh hoạt chính trị trong cả nước nhằm tăng cường sự hiểu biết và trách nhiệm đối với Ủy ban Bầu cử các cấp cũng như đối với tất cả các nhóm bộ tộc Lào để thành lập danh sách ứng cử đề cử cho Quốc hội khóa 7. Tổng số ứng cử viên Quốc hội khóa 7 là 190 người, trong đó có 46 nữ và sẽ bầu 132 đại biểu, tăng 17 đại biểu so với Quốc hội khóa 6. Cơ cấu bộ tộc về ứng cử viên trên cơ sở ngôn ngữ đủ các thành phần gồm ngôn ngữ Lào Thái, Môn Khmer, Hơ Mông, Emen, Hoa Tây Tạng, trong đó ứng cử viên thuộc nhóm ngôn ngữ Lào Thái là 140 ứng cử viên. Cả nước có 17 khu vực bầu cử và 6.324 đơn vị bỏ phiếu. Tổng số cử tri là 3.267.210 người. Trong đó có 1.643.099 nữ. Cuộc bầu cử lần này sẽ tiến hành trên cơ sở tăng cường dân chủ của công dân Lào trong phạm vi cả nước. Toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào trong cả nước đã sẵn sàng đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 7 vào ngày 30 tháng 4, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình một cách tự giác và tự nguyện. Sáng sớm ngày 29 tháng 4 lại xảy ra giao tranh giữa quân đội Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới chung, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn đã được hai bên nhất trí chỉ ước trước đó vài giờ. Vụ giao tranh mới này đã làm ít nhất một binh sĩ Thái Lan thiệt mạng, nâng tổng số binh sĩ hai bên thiệt mạng trong 8 ngày giao tranh vừa qua lên 16 người. Theo phía Campuchia, giao tranh nổ ra sáng nay gần đền Takrabek nằm trên khu vực biên giới tranh chấp, nơi cũng từng xảy ra giao tranh những ngày trước. Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Thái Lan cũng xác nhận xảy ra đụng độ tại khu vực này là một binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Phía Thái Lan cáo buộc binh sĩ Campuchia đã nổ súng, bất chấp hai bên đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Campuchia đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định phía Campuchia vẫn tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Trong nỗ lực giải quyết căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia hiện nay, Bộ Ngoại giao Indonesia, nước giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2011 cho biết, xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra tại Jakarta trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5. Vấn đề này sẽ được thảo luận trên cơ sở song phương hoặc ba bên. Ngoại trưởng Indonesia cũng cho biết, Thái Lan đã xác nhận đồng ý giải quyết xung đột biên giới với Campuchia thông qua đàm phán ngoại giao hòa bình, trong đó ASEAN đóng vai trò tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán, đồng thời muốn có một lệnh ngừng bắn để chấm dứt xung đột vũ trang. Dư luận thế giới đã đồng loạt lên án mạnh mẽ vụ đánh bom đẫm máu tại thành phố Marrakech ở Maroc xảy ra vào ngày 28 tháng 4, làm 16 người thiệt mạng, trong đó có 11 người nước ngoài. Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda bị tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom này. Trong tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, 15 nước ủy viên đã lên án vụ tấn công khủng bố này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất và khẳng định chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng ra tuyên bố kiên quyết bác bỏ mọi hành động sử dụng vũ lực nhằm vào dân thường, đồng thời cho rằng không có bất cứ lý do hay mục đích nào có thể biện minh cho những hành động dã man như vậy. Từ Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố ở Maroc là hành động hèn nhát. Bà cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Maroc đang tích cực hỗ trợ chính quyền nước này điều tra nguyên nhân và đưa thủ phạm ra trước công lý.
Văn phòng Tổng thống Pháp, nước có nhiều công dân thiệt mạng và bị thương nhất trong vụ đánh bom tại Marrakech, đã lên án vụ tấn công liều chết này là dã man và hèn nhát. Hành động này là không thể bào chữa, cần phải sớm đưa thủ phạm ra trước vành móng ngựa. Theo đài truyền hình quốc gia Maroc, Pháp có 6 công dân thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tấn công. Ngoài ra, còn có 2 người Hà Lan, 2 người Thụy Sĩ, 2 người Nga và 2 người Tunisia bị thương. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức của chính quyền Maroc. Quốc vương Maroc đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp và Nội vụ nước này tiến hành điều tra vụ việc một cách nhanh chóng và minh bạch. Bộ trưởng Thông tin Maroc Khalid Nasiri khẳng định đây là một hành động tấn công khủng bố và là tội ác có chủ ý. Năm 2003, tại thành phố Casablanca của Maroc đã xảy ra 5 vụ tấn công liều chết do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành. Cả 5 vụ đánh bom này xảy ra gần như đồng thời, khiến 45 người thiệt mạng. Ngày 28 tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã một lần nữa kêu gọi tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Libya hiện nay. Tuy nhiên, Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp do phe chống đối ở Libya dựng nên đã ngay lập tức tuyên bố bác bỏ mọi giải pháp chính trị, đồng thời khẳng định sẽ không chấp nhận chia rẽ lãnh thổ Libya. Phát biểu tại Benghazi, thành phố lớn thứ hai Libya và là thành trì của phe chống đối, ông Abdul Hafiz Goga, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp tuyên bố, con đường chính trị không phải là giải pháp cho tình trạng hiện nay tại Libya, mà giải pháp duy nhất là quân sự hoặc nhà lãnh đạo Gaddafi phải ra đi. Ông Goga cũng khẳng định, lực lượng nổi dậy ở Libya nhất quyết không chấp nhận phương án phân chia lãnh thổ, ngụ ý tới việc chia cắt đông tây Libya để cho hai lực lượng là chính phủ hiện nay và phe đối lập cùng kiểm soát. Đất nước Libya sẽ duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ. Chúng tôi không muốn đất nước bị chia cắt. Ông Hafiz Goga cũng cho biết, Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp mà phe đối lập dựng nên chỉ là một cơ cấu tạm thời. Ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, họ sẽ thành lập một chính phủ mới và tiến hành tổng tuyển cử. Lập trường trên của phe đối lập Libya được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành tham vấn kín và một lần nữa kêu gọi tìm kiếm giải pháp chính trị để chấm dứt nội chiến tại quốc gia Bắc Phi này. Cùng ngày, lực lượng đối lập tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Dehiba giáp với Tunisia sau các cuộc giao tranh dữ dội với quân đội trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi. Giao tranh thậm chí đã lan sang lãnh thổ Tunisia. Chính phủ nước này đã bày tỏ lo ngại và yêu cầu Libya ngay lập tức chấm dứt các hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ nói trên. Trong khi đó, bất chấp các quan ngại về nguy cơ bạo lực leo thang tại Libya, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 28 tháng 4 tuyên bố không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho phe chống chính phủ tại quốc gia Bắc Phi này. Ông cũng xác nhận Anh vẫn đang cung cấp các thiết bị hậu cần và tư vấn quân sự cho lực lượng chống đối ở Libya, đồng thời đóng vai trò chủ đạo trong các cuộc không kích của liên quân. Cùng ngày, các máy bay chiến đấu của Italia đã lần đầu tiên xuất kích, thực hiện nhiệm vụ không kích Libya. Tối 28 tháng 4, hàng ngàn người dân từ khắp nơi ở nước Anh đã đổ về thủ đô London thức trắng đêm để chờ đón sự kiện lớn nhất trong năm, đám cưới hoàng gia giữa hoàng tử Anh William và vị hôn thê Kate Middleton diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Anh đã có mặt để ghi nhận bầu không khí náo nhiệt này. Mới đầu giờ tối nhưng hầu như mọi ngả đường tới khu trung tâm London đều chật kín xe cộ. Dọc tuyến đoàn rước dâu sẽ đi qua, rực sáng đỏ tươi của những lá cờ Anh, đồng hồ trên tháp Big Ben đếm những giờ khắc cuối cùng trước sự kiện lớn. Phía trước tu viện Westminster, nơi hôn lễ sẽ được cử hành chính thức, và dọc theo con phố The Mall nối thẳng từ cung điện Buckingham tới quảng trường Trafalgar, những dòng người tấp nập đổ xuống đường chia vui cùng cặp đôi nổi tiếng thế giới. Rất nhiều người dân Anh với lòng tôn kính